Ôi, cảnh to lắm mọi người ạ à. Đây là cái cành chiết mà hoa hồng Cành chiết hoa hồng, cành văn khôi mà to nhất Việt Nam Đây là cái cành lần đầu tiên mình chiết Đây, các bạn nhìn này Nó cao như thế này là khoan đây phải 2 mét rồi Mà cái tán nó to kinh khủng này Không biết là có sống hay là thành củi Đây mọi người, cành nó to dã man Cành nó to hơn con tay cái Gần bằng cái cổ nửa cổ tay của mình này Nói chung là cành này rất là khó Cái tỷ lệ sống rất là khó Chỉ có mình có thuốc này và cách chăm sóc của mình tốt thì nó mới sống được thôi chứ còn thật ra những cái cành mà to như này thì các bạn trồng sẽ không sống đâu nhiều bạn hỏi cái cành mình mua cái cành này nhưng mà mình sẽ không bán bởi vì mình sẽ để lại mình luôn thứ nhất là nó khó và phải có kỹ thuật mới chăm được thì mình cũng không bán các bạn ạ đây cái rễ của cái cành chiết này thì thật sự là nó không được nhiều đấy nó không được nhiều nhưng mà mình cần phải cắt nó đi để mình làm lại vườn và lần trước ấy thì nó ra dễ rất là nhiều rồi nhưng mà do là bị úng mưa nhiều quá úng nó thối hết thì bây giờ nó vẫn lại ra rễ tiếp nhưng mà không được nhiều dễ nhưng mà mình sẽ sử dụng thuốc để kích cái cây này lên Đấy, kích cái cây này nó mới sống được chứ còn để bình thường trồng thì lại không sống được của mọi người ạ cảnh nó dài hơn 2 mét như thế này mà thân nó to làm sao mà sống được dễ như thế này làm sao mà không kỹ thuật làm sao mà sống được đây là cành chiết sau 6 ngày trồng nhá. Ông nào ở cành này không sống được ấy thì theo dõi hết video này nhá. Quay lại đây cho mọi người xem này cái cành thứ nhất nhá. Thì cái cành này nó đã nảy mầm lên các bạn này, nảy mầm ở thân này. Các bạn nhìn thấy là nó nảy mầm ở thân này. Và mình gạt ở phía dưới gốc ra thì thấy nó có có dễ rồi thì mình lại lấp lại và mình phủ một lớp sơ dừa lên để giữ ẩm. Đấy, nó đã nảy mầm và ở phía trên này nó cũng nảy mầm luôn này các bạn này. Đây này. Sau 6 ngày nó cũng nảy mầm ở phía trên. Đây. Nó cũng nảy mầm luôn này. Đấy, còn cái cây thứ hai ở bên này. Cây thứ hai bên này là khó hơn bởi vì thân nó rất là to cành nó rất là to mình phải cắt toàn bộ cái cành dài vươn ra chỉ để giữ lấy cái tay chính thôi và nó cũng vẫn nảy mầm này đây các bạn sau 6 ngày nó cũng nảy mầm này đấy và cái lá mình để lại để cho nó quang hợp thì vẫn còn nguyên không bị rụng mà cũng không bị vàng mình cắt bỏ đi để tránh cái việc bay hơi nước và khô cành và mình phải bọc vào thân đấy, cái cành nó rất là to thì mình phải bọc cái thân lại để cho nó không bị mất nước này bởi vì dễ nó không được khỏe mình phải bọc nó lại bọc từ phía trên này đến đây là đến đây là phải mét rưỡi rồi bọc xuống phía dưới này bọc kín luôn mà mình còn bọc luôn cả cái chậu đất để cho nó giữ được cái hơi ẩm và không bị khô này không bị tóm lại là cái mặt bầu ấy nó lúc nào nó cũng có độ ẩm thì cái rễ nó sẽ phát triển rất là tốt mình còn thấy nó nảy mầm ở phía dưới gốc này này đây các bạn nhìn này sau 6 ngày nó còn đẩy mầm phía dưới gốc lên luôn đấy thì bây giờ mình bỏ ra cho các bạn xem nhé thì cái cây này nhiều bạn bảo là nó không thể nào sống được bởi vì cành nó rất là to mà dễ nó kém không sống được thì mình cho các bạn xem đây đây mình kiểm tra cho các bạn xem nhé Đấy, đây bạn nhìn này dễ này đây các bạn nhìn thấy chưa đây có dễ luôn đây này đấy các bạn thấy không đây, dễ của nó đây đây các bạn nhìn rõ không? đây là dễ của nó này sau 6 ngày dễ nó phát triển rất là mạnh luôn Đấy, dễ như thế này thì mình khẳng định là cây này không thể chết được Chắc chắn là sẽ phát triển rất là tốt Chỉ trong vòng 5 đến 10 ngày nữa là nó sẽ bật mầm kín cây Đấy, thì cái việc mà chăm sóc một cái cành chiết to, dài và cành khó Thì thứ nhất là phải có kỹ thuật, thứ hai là phải có thuốc mình cũng sử dụng một số cái loại thuốc kích rễ rất là tốt để cho cái sự phát triển nó ra dễ mạnh hơn và tiền đây thì xin chia sẻ với bạn nào muốn sưu tầm các giống hồng ngoại các giống hồng cổ thì có thể là trồng cái cành chiết của mình mình làm rất là nhiều cái cành chiết bởi vì cành chiết rất là nhỏ gọn các bạn có thể mua dễ dàng vận chuyển rất là dễ dàng phí gửi rất là rẻ và ở thời điểm này thì các bạn có thể trồng cành chiết khá là đơn giản rồi thời tiết đã mát mẻ hơn và sắp tới thì sẽ vào mùa thu mùa đông thì hoa hồng nó sẽ cũng đẹp hơn nhiều so với thời gian mùa hè các bạn sưu tầm có thể nhắn tin trực tiếp để mình tư vấn thêm cảm ơn các bạn đã theo dõi dõi video và nhớ đăng ký follow kênh của mình nhé.